Thủy Tiên đào lại vụ từ thiện sát ngày bà Hằng hầu tòa, giải thích phát 3 triệu nhưng chỉ 5 tờ 500 ngàn. Bà xã Công Vinh vừa có động thái đáng chú ý, gây xôn xao cõi mạng khi bất ngờ đào lại ồn ào từ thiện, giữa lúc bà Phương Hằng chuẩn bị ra tòa xét xử vào ngày 1 tháng 6 tới. Vướng vào nhiều ồn ào việc ăn chặn từ thiện, thời gian qua cái tên Thủy Tiên cùng chồng là cựu danh thủ Công Vinh đã vướng vào nhiều tai tiếng và ồn ào không đáng có. Khi vào khoảng thời gian miền Trung hứng chịu lũ lụt, thì vợ chồng của Thủy Tiên đã đứng lên kêu gọi và đi đến tận nơi để giúp đỡ người dân, khắc phục những thiệt hại mà thiên tai để lại. Tuy nhiên, từ sau khi hiện tượng mạng bà chủ Đài Nam Nguyễn Phương Hằng xuất hiện, thì hàng loạt phát ngôn đả kích tuyên bố hùng hồn về giới nghệ sĩ đã khiến cả showbiz phải chao đào và vướng vào nhiều tai tiếng chỉ trích từ công chúng. Theo đó, vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh đã bị bà Hằng vạch trần, cho rằng nữ ca sĩ là gian dối, lợi dụng sự tín nhiệm và độ nổi tiếng của bản thân để ăn chặn tiền từ thiện, sao kê không đúng chuẩn, khiến tiền khán giả quyên góp lại đút vào túi riêng của hai vợ chồng. Vướng ồn ào từ thiện, Thủy Tiên gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí suốt thời gian qua. Dù đã lên tiếng đính chính, tung mọi bằng chứng sao kê ngân hàng đầy đủ, thậm chí là được cơ quan chức năng ra phán quyết là không có dấu hiệu gian dối. Tuy nhiên, làn sóng công kích và việc khán giả quay lưng với nữ ca sĩ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Nhiều đồn đoán và tin đồn thất thiệt liên tục đổ dồn lên cô, kể cả thời gian cũng đã trải qua được vài năm. Mới đây, đoạn clip cắt ra từ livestream của Thủy Tiên lúc đi phát tiền từ thiện tại miền Trung bất ngờ bị dân mạng đào lại. Theo đó, netizen đã tình ý phát hiện Thủy Tiên phát tiền thiếu cho bà con khi miệng nói sẽ phát 3 triệu nhưng về tay người dân thì chỉ có 5 tờ 500 nghìn, tức là chỉ 2,5 triệu. Giữa ồn ào sự việc và bị anti fan liên tục bình luận vào bài viết để hỏi, Thủy Tiên cũng đã chính thức lên tiếng giải thích. Theo đó, nữ ca sĩ đã viết một dòng trạng thái dài thanh minh rõ ràng toàn bộ sự việc. Cô giải thích ngày hôm đó cô đã di chuyển một ngày dài từ sáng sớm đến tối mịt nhưng vẫn chưa được ăn uống, vì thế cũng không thể không có sai sót. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết về sau cũng đã bù lại đủ tiền cho người dân. Hôm đó, Tiên thức từ 4 giờ sáng để đi phát tiền cho bà con đến tận 8-9 giờ đêm chưa được nghỉ ngơi ăn uống. Tối rồi lại đi đường xa rất mệt, khúc phát tiền đó còn phải đi qua sông to sâu bên trong. Tiên cũng chỉ là một con người bình thường, khi mệt hay quá sức cũng có lúc sơ sót nhầm lẫn cho vài bà con. Tuy nhiên, bà con nào đếm lại tiền bị thiếu đều phản ứng ngay với lãnh đạo địa phương. Chờ đến khi phát xong, Tiên xác nhận lại với lãnh đạo địa phương và bà con thì sẽ bù lại cho đủ, Thủy Tiên viết trên trang cá nhân. Bà xã Công Vinh cũng lên tiếng cho rằng những đoạn clip lan truyền trên mạng chỉ là những sản phẩm cắt ghép, bởi những đoạn bù tiền thì lại không được cho vào. Đây là hành vi nhằm bôi nhọ danh dự nhân phẩm của cô. Chỗ nào đếm dư người dân cũng có người trả lại, chỗ nào thiếu người ta cũng nán ở lại đợi để lấy đủ tiền. Trên live quay lại hết cả đoạn đầu và đoạn sau Tiên bù tiền cho bà con lúc cuối buổi phát tiền, nếu lỡ sơ sót đếm thiếu. Nhưng trên mạng họ cố tình cắt ghép đoạn những sơ sót đó mà cố tình bỏ đoạn sau để đi lan truyền sai sự thật. Ngoài ra còn rất nhiều đoạn clip cắt ghép sai sự thật khác nữa, Thủy Tiên bức xúc chia sẻ. Lời giải thích của Thủy Tiên cũng nhanh chóng nhận về nhiều sự đồng tình của khán giả. Ngoài ra, netizen còn tinh ý phát hiện điểm trùng hợp khi Thủy Tiên đào lại vụ từ thiện, ngay thời điểm người phu khống cho cô là bà Nguyễn Phương Hằng sắp phải hầu tòa để xét xử sau thời gian dài bị tạm giam. Được biết, bà Hằng bị bắt vì tội phát ngôn xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của nhiều người, trong đó có cả đơn tố cáo đến từ phía vợ chồng của Thủy Tiên. Hiện vụ việc vẫn đang được nhiều người quan tâm, mong chờ ngày phán quyết cuối cùng để đưa mọi thứ ra ánh sáng.